đây Tân Tân xin giới thiệu đến quý vị cái cầu bắc ngang qua hai bên bờ phá Tam Giang, đó là cầu Tam Giang mà mọi người quen gọi là cầu Cà Cút. Cái cầu nối liền từ thành phố Huế tới xã Hưng Phong qua cầu qua xã Hải Dương, và không hiểu từ bao giờ mà cái tên Cà Cút đã in sâu vào lòng người. Bên này là đến khi bờ phá ngay trước khi chưa có đường cầu này, đây có một cái chuyến đò ngang đưa nhân dân hai bên bờ qua lại, tên là biển đò Cà Cút. Thì lớn lên Trấn Trấn thường nghe câu nói là mà gọi đi về ăn cơm như gọi đò Cà Cút, nghe xa xôi lắm, Tam Giang mà. Thôi Trấn Trấn cùng mọi người tạm ngưng ngắm cảnh bao la đất trời mênh mông, sống để tiếp tục hành trình về chơi con gái nhé.
Thảm, có xào hả? Thảm ơi, thảm. Em thấy cua mà tí ra chắc trứng ngon rồi. Thảm, nó có mấy thằng chưa trứng. Có trứng, trứng khốn, trứng, trứng mất trứng cài, trứng chưa trứng. Trứng mố, đừng nội hồ có trứng. Cài. Trứng cài. Con sắn. Bạn cho 5 ngàn ca muôn thì dạy 50 được luôn, chơi luôn. Đẹp chưa? Con quay ăn cua thôi. Con đi về mà làm được không? 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 Con đi về m
Gracias.